mà người đời thì bây giờ chỉ ham học để biết, học để nuôi dưỡng những cái vọng tưởng mà không biết trở về cái không vọng tưởng. Nếu khi hiểu thì pháp theo người, nếu khi chẳng hiểu thì người theo pháp. Thì câu này hôm qua chúng ta có học rồi. Nếu pháp theo người thì khi pháp nó thành chánh pháp, nếu người theo pháp thì chánh pháp trở thành phi pháp. Đó, nếu khi nghe thì người theo pháp, mà khi ngộ thì pháp theo người. Đó, đó rõ ràng như vậy. Mê thì người theo pháp, mà ngộ thì pháp theo người. Và đây nói thêm, nếu pháp theo người á thì phi pháp nó biến thành là chánh pháp, còn nếu người theo pháp thì chánh pháp biến thành phi pháp. Làm sao? Là bởi vì nếu như chúng ta mê thì người theo pháp, tức là thấy mà tâm có pháp thì tất nhiên mình thấy tâm theo pháp. Thì như vậy á, nếu người mà theo pháp thì giả sử mình lúc đó mình đang chánh pháp cái Phật mình nói hồi cũng biến thành tà pháp, phải không? Vậy vì theo cái tâm mê của mình. Còn nếu mình ngộ rồi vào cái tà pháp, mình nói hồi cũng biến thành chánh pháp, phải không? Như vậy cho nên cái quan trọng là ở chỗ mê và ngộ. Cho nên những người ngộ thì giả sử họ nói không có những cái lời lẽ yên kinh mà cũng đều thành kinh. Còn cái người mê thì lấy lời trong kinh ra nói mà nói thành hồi cũng mê mất. Cái điều đó quý vị nhớ kỹ sẽ thấy. Phải không? Ví dụ như mình đương muốn làm cái gì mà có lợi ích riêng tư mình đó, mà muốn thôi giúp chính đồ họ làm theo cái ý hướng của mình đó, thì mình phải sao? Mình từ cái câu kinh nào nó hơi mê má thì đúng đó, là mình chuyển hướng về cái ý của mình, chuyển hướng về mình nói ở đó dẫn kinh này tiếp. Thì như vậy đó, tức là do mình mê mà tránh pháp biến thành nó ta đó, phải không? Còn nếu mình ngộ thì mình không cần nói chánh pháp, không cần nói kinh, mà thấy cái gì mình nói đều là chánh pháp hết. Về cho cái thiết tà cũng thành chánh nữa. Mà chính cái điều đó chúng ta thấy, như hiện giờ có bao nhiêu người họ dùng những danh từ của đạo Phật, họ nói những cái tên của đạo Phật, tâm đạo Phật, mà rốt cuộc là họ lại ẩn cái tà trong ấy. Còn có những người họ không dùng những danh từ của đạo Phật mà nói mình thấy là tinh thần của đạo Phật. Thì như vậy rõ ràng cả cái mê và cái ngộ. Cho nên là hiểu rồi, tuy không có thuộc kinh, nói đâu vẫn kinh chứng minh đều đều, mà nói câu nào cũng thành kinh hết. Còn mình không hiểu thì học kinh thuộc lòng đầy bụng, mình vẫn kinh chứng minh đều đều mà rồi hồi thành tà hết, nó không có chứng gì kinh. Thì cái đó là cái rất quan trọng đó. Nên chúng ta hiểu cái đó rồi mới thấy sự thật hiện tại là như vậy. Cho nên hồi xưa Đức Phật ngài thuyết pháp, cái người kia ngài nói tự ý ngài nói cái pháp, tự ngài thấy ngài nói ra, cái người kia ngài lấy cái pháp ngài đạo ngài nói lại, ngài thành pháp như ngài đó. Tự dụ như nói về cái lễ bái lục phương, ngài đóng chủ trương thầy rằng ngài gặp ông Thích Ca, con Thích Ca làm việc đó, cái rồi lại lục phương như ngài chơi lại cho ngài giảng lục phương hồi thành nó Phật pháp hết. Từ như vậy đó, cái gì cũng phải chuyển thành đạo hết. Cũng như có khi có một hôm trong kinh Trung Ngân Hào nói tức về ở hôm về có người ngoại đạo tới và họ đoan những chuyện chỉ trích của những người Đà La Môn, chỉ trích Phật, nói là Phật là người không có tổ tâm, không có cái tâm môn, vì ngài tự ngài thành đạo đó, ngài không có dòng họ. Ngài không có tâm môn, ngài dạy người ta cái pháp mà không có đi tới cái chỗ không kinh doanh, là đều toàn là những cái bác hết. Bác ngài chỉ trích là nặng nề, là hỏi ngài hỏi tại sao môn Cụ Đàm có phải vậy không? Nó phải. Là hỏi sao sao môn Cụ Đàm không có tâm môn là sao? Thì ngài nói ta không có tâm môn bởi vì ta thấy tất cả con người là vô ngã,
vậy nó không có cái ngã thiệt, cho nên cái đó là cái không có tâm hồn của thầy. Thầy nói như vậy là chuyển những cái từ người ta chửi ngài trở thành là đạo pháp đó. Đó là cái khác. Thì như vậy là biết nội rồi thì cái gì cũng có thể nói là Phật pháp, còn mình mê rồi nhiều cái dùng cái câu Phật pháp nói hồi cũng tuốt thôi mê. Đó là cái chỗ quan trọng. Nhớ người theo pháp thì pháp đều là vọng, nhớ pháp theo người thì pháp đều là chơi. Như vậy đó, pháp về với người thì pháp đều chơi. Ấy do thánh nhân cũng không có đem tâm mà cầu pháp, cũng không đem pháp mà cầu tâm, cũng chẳng đem tâm cầu tâm, cũng chẳng đem pháp mà cầu pháp. Sở dĩ tâm chẳng sanh pháp, pháp chẳng sanh tâm, tâm pháp cả hai đều lặng lẽ, cho nên thường ở không định. Nghĩa là không còn thấy có hai cái riêng rẽ để mà bên này cầu cái kia, còn có thấy hai để cầu, bên này cầu cái kia thì chưa có thấy đạo, phải không? Còn không còn thấy hai, không còn thấy cái pháp ngoài tâm, không còn thấy cái tâm ngoài pháp, thì như vậy tức là không có đem cái gì để cầu cái gì, thì người đó là người thường ở trong định. Chúng sanh tâm sanh thì Phật pháp diệt, chúng sanh tâm diệt thì Phật pháp sanh. Mấy cái câu này nó hay vô cùng. Nghĩa là chúng sanh tâm sanh thì Phật pháp diệt, còn chúng sanh tâm diệt thì Phật pháp sanh. Nên là như vậy là chúng ta muốn thấy Phật pháp thì chỉ cái tâm chúng sanh diệt xuống thì phải thấy Phật pháp, chứ không có gì lạ hết. Thì như vậy nếu là hàng ngày cái tâm chúng sanh mình nó diệt xuống thì mình nói cái gì cũng thành Phật pháp hết, phải không? Còn nếu là tâm chúng sanh mình cứ giới là già, nhiều khi mình chứng nói Phật pháp một hồi nó biến thành nó không phải Phật pháp. Chúng sanh tâm diệt thì Phật pháp sanh, tâm sanh thì chân pháp diệt, tâm diệt thì chân pháp sanh. Đó là tâm sanh thì chân pháp diệt, mà tâm diệt thì chân pháp sanh, rõ ràng như vậy đó. Đã biết tất cả pháp mỗi cái không có thuộc nhau, ấy gọi là người được đạo. Đã biết tất cả pháp mỗi cái không có thuộc nhau, ấy là người được đạo. Không có thuộc nhau là gì? Thêm câu sau cho rõ. Biết tâm không thuộc tất cả pháp, đây người này thường ở đạo tràng. Biết tất cả pháp, đã biết tất cả pháp mỗi cái không thuộc nhau, ấy gọi là người được đạo. Biết tâm chẳng thuộc tất cả pháp, đây là người này là thường ở đạo tràng. Bởi vì biết tất cả pháp nó không còn là pháp thiệt đối đãi, bởi không thiệt không đối đãi, cho nên mình mới thấy được đạo. Thường thường mình nói cái này đối với kia, tán đối với đen, là mình xác nhận tán là thiệt, đen là thiệt, phải không? Đó. Còn bây giờ mình biết tán đen đều là hư giả không thiệt, thì người mà thấy vẫn như vậy không được đạo là gì? Đó. Vì vậy cho nên nó không có thuộc nhau là vậy, tức là nó không còn nằm trong cái pháp đối đãi nữa, thì người đó là người thấy đạo. Còn nếu biết tâm mình không thuộc về pháp, tức là tâm nó không dính theo pháp, thì cái người này là người thường ở đạo tràng. Khi mê thì có tội, khi giải thì không tội. Khi mê thì tự nhiên là có tội, còn khi mình tỉnh thì ngộ thì là không tội. Vì có sao? Vì tội tánh là không. Khi mê không tội, thấy có tội, lúc tỉnh, nếu khi tỉnh tức mê tội mà thấy không tội. Thì quý vị thấy, khi mê thì thấy không tội mới biến thành tội, thấy có tội. Còn lúc tỉnh thì thấy có tội, mình thấy là không tội. Tại sao vậy? Như vậy người tỉnh mới sợ tội sao?
mơ thì cái thân tội thành tội. Ví dụ như giờ chúng ta còn mơ, cho nên nhiều khi làm những chuyện coi như hết sức là phải. Mà phải theo cái mơ đó thì cái phải đó nó thiệt phải chưa? Bây giờ tôi nói cái gần nhất là như chúng ta còn mơ, cho nên khi chúng ta ngồi thiền, tâm mình nghĩ cái gì lành, cái gì tốt, người ta nó nghĩ luôn cái buổi. Thì như vậy là cái đó là phải là đấy. Cái đó thì theo thiền mình cho là phải, vậy cho phải cho nên mình cho nó nghĩ. Nhưng mà như vậy cái đó là cái không phải tội mà biến thành tội đó. Ngồi thiền đâu phải biến nghĩ, phải không? Mà giờ nuôi dưỡng cái nghĩ thì tự nhiên nó đã trái với cái ngồi thiền. Đó là nói một cái chuyện nhỏ. Còn bao nhiêu chuyện khác cũng lại, vì mê thì cái gì mình cũng thấy nó là thiệt, để thấy nó thiệt cho nên làm cái gì thì mắc kẹt cái nấy, mà mắc kẹt cái nấy cho nên làm một cái sai thì liền thấy là tội đó. Một cái dở liền thấy là tội. Còn nếu mình tỉnh thì làm cái dở có phải tội không? Cũng tội vậy, phải không? Nhưng mà làm nhớ tội đó, tánh nó không thiệt đó. Vì nó là nghiệp, mà nghiệp thì tự tánh nó là động, mà động là cái pháp cái dĩa không thiệt, phải không? Nói biết nó là cái không thiệt, cho nên ngay trong cái tội giết tự tánh nó là không thiệt rồi, tự tánh nó là không rồi. Thì như vậy tuy nhiên cũng bị chửi, bị mắng, nhưng mà mình thấy làm sao? Mình thấy không có gì thiệt hết. Mà nếu thấy không có thiệt thì chửi mắng thành như không chửi mắng, phải không? Còn người còn nghe thì làm nói một lời sơ xuất bị người ta mắng giết mình, thì mình cho là cái lời sơ xuất là cái lời nó tội. Cho nên bây giờ bị tội chửi mình lại, ta mắng mình lại, thì thấy mình nói sơ xuất là thiệt và người ta mắng mình thiệt thì tự nhiên không tội giết thành tội nữa, phải không? Cái lời sơ xuất đâu phải là cố tình thì đó phải là tội, nhưng mà giờ rồi người ta mắng mình thì mình thấy đó là thiệt, cho nên mình cảm thấy là tội. Còn nếu mà mình hiểu rồi thì họ mắng mình, họ cũng vẫn mắng mà mình không thấy là tội. Chỉ dụ mình nói cái gì vô tình hay cố ý nói làm cho tao giận, cho tao chửi ôm tỏa lên mà mình cười xòa, mình chơi là gì thấy là chửi nó không thiệt, mình chơi thì như vậy cái tội là mình thấy không tội rồi, phải không? Đó là tôi nói theo cái ví dụ thường. Còn nếu nói về cái lý đạo ở đây thì mê cho nên mình thấy các pháp thiệt, để thấy các pháp thiệt cho nên mình làm dù ra nó sai thì biến thành có tội, mà tội tức là nghiệp, mà nghiệp đó là nó là thiệt, cho nên không tội biến thành có tội. Còn người ngộ, mình làm cái gì cũng làm thì cũng có nghiệp, nhưng mà nghiệp mình biết là uyển hóa không thiệt, mình biết uyển hóa không thiệt thì tội theo đó cũng là uyển hóa, cho nên tội biến thành không tội. Thôi vậy, vì mình biết nó là uyển hóa thành nó đâu còn thiệt nữa mà thành có tội thiệt. Vì vậy cho nên nói là vì cái sao, vì cái chỗ không tội, vì cái tội không có chỗ nơi, vì cái tội không có chỗ nơi, kinh nói rằng các pháp không tánh thì cái chơn dựng chớ có nghi tức thành tội. Trong kinh nói các pháp là không tánh, phải chân thật mà dùng, chớ có nghi. Nếu mình khởi nghi liền thành tội. Tại sao mà người hiểu thì họ tội biến thành không tội? Vì họ biết rằng cái tội không có chỗ nơi, không có thiệt, bởi không thiệt thì thành ra có tội biến thành không tội. Vì vậy mà đây nó dẫn kinh để cho chúng ta tin là các pháp không có tự tánh, bởi không tự tánh thì cái chỗ đó là một lẽ thiệt, mình phải thật dùng nơi đó, đừng có nghi ngờ. Nếu nghi thì cái đó thành có tội. Vì tới sao tội nhân nghi hoặc mà tâm, nếu khởi cái hiểu này thì cái tội nghiệp của đời trước tức liền tiêu diệt. Khi mê thì sáu thức năm ấm đều là phiền não, là cái pháp phiền não sanh tử. Khi ngộ
thì sáu thức năm ấm đều là cái pháp niết bàn không sanh tử. Thì đây chỉ cho chúng ta biết, nếu mà chúng ta khởi được cái hiểu đúng như trước thì những cái tội nghiệp ở đời trước liền được tiêu diệt chứ không còn nữa. Bây giờ khi mà chúng ta còn mê thì sáu thức và năm ấm đều là cái pháp phân tử phiền não. Còn nếu khi chúng ta nộ thì cũng sáu thức đó, cũng năm ấm đó, mà đều là cái pháp niết bàn không sanh tử, chứ không có, không phải đổi cái gì hết. Người tu hành không có cầu đạo bên ngoài, vì cái sao? Biết tâm là đạo. Nếu khi được tâm thì không tâm có thể được, nếu khi được đạo thì không đạo có thể được. Nếu nó đơn tâm mà cầu đạo được đó, đều gọi là tà kiến. Đây mới chỉ cho chúng ta biết, người mà muốn học đạo, muốn tu hành thì phải làm sao? Không nên cầu đạo ở bên ngoài. Tại sao không nên cầu bên ngoài? Vì mình biết tâm mình đó là đạo rồi. Cái tâm mình là đạo là cái tâm nào? Tức là cái tâm không sanh không diệt đó mới là đạo nha, chứ không phải cái tâm sanh diệt. Nếu khi được tâm thì không tâm có thể được. Tức là khi mà mình đạt được cái tâm đó thì nó còn có tâm để mình được không? Bởi vì nó đâu có giới niệm mà có tâm. Cho nên nói khi được cái tâm đó là không tâm có thể được. Nếu khi được đạo thì cũng không đạo có thể được đó. Bởi vì sống thẳng với cho bản tâm của mình, còn có gì là đạo, có gì là tâm nữa đâu. Nếu nói đem tâm mà cầu đạo được đó, thì đều là nói là tà kiến hết. Đem tâm cầu đạo mà được đạo ở đó là hạng tà kiến chứ không phải là chính kiến. Khi mê thì có Phật có Pháp, khi ngộ thì không Phật không Pháp. Vì thế sao? Ngộ tức là Phật Pháp rồi. Thành ra khi mình mê thì thấy ở ngoài có Phật có Pháp bên ngoài, phải không? Vì vậy cho nên thấy có Phật có Pháp. Khi ngộ rồi không còn thấy Phật có Pháp bên ngoài nữa. Tại sao vậy? Vì ngay tâm mình tức là Phật Pháp rồi, thì còn gì nữa là có Phật Pháp bên ngoài. Chứ không phải nó ngộ là không có Phật Pháp, nghĩa là không thấy có Phật Pháp ở bên ngoài nữa. Phàm người tu hành thân diệt thì đạo hành cũng như là cái vỏ nó nát đi thì cái cây nó mới sanh ra. Cũng như cái hạt lúa, cái vỏ lúa mà nó mục thì cái mầm lúa nó mới sanh được. Chứ mà nếu nó còn chín thì cái mầm nó sanh được không? Thì cái thí dụ này hay thật là hay. Mình tu mà mình trọng cái thân quá thì cái đạo khó thấy được, phải không? Cũng như là cái vỏ lúa nó còn chín quá thì cái mầm lúa không thế nào mà nảy ra được đó. Vì vậy cho nên cái mầm nảy lên thì cái vỏ phải mục chứ. Cái vỏ mục thì cái mầm mới nảy mầm rồi thì cây lúa lớn chừng nào thì cái vỏ lúa càng tiêu chừng ấy. Thì đó, như vậy đó. Thì chúng ta khi mà tu hành muốn đạt được đạo thì tất nhiên cái thân này diệt không phải là chết nha, đừng nghĩ thân này diệt là chết. Là đối với thân mà chúng ta không còn mắc kẹt, không còn luyến ái nữa thì cái đạo mới thành. Không còn luyến ái thân thì đạo mới thành, còn luyến ái thân thì đạo nan thành. Nhớ để dùng cái chỗ đó cho thiệt kỹ nè. Cái đó nhớ thiệt kỹ thì đạo mới dễ thành. Chứ cái đó mà nhớ dối thì đạo không thành được. Cho nên thường hồi xưa gọi là xả thân cầu đạo. Xả thân cầu đạo là vậy. Thân diệt thì đạo thành, tức là không còn luyến ái về thân thì cái đạo mới thành được. Còn nếu còn luyến ái thân thì đạo không làm sao mà thành được. Cũng như là cái hột lúa, cái vỏ lúa nát đi thì cái cây lúa mới xanh. Cái thân nghiệp báo này, mỗi niệm nó là vô thường, không có
không có cái phải, không phải là cái pháp nhất định, chỉ từ theo niệm niệm mà tu đó, cũng không được nhàm chán sanh tử, cũng không được yêu thích sanh tử, giữ tâm mỗi niệm đều chẳng có vọng tưởng, thì tâm chứng cái hiểu như thì hiện đời chứng được cái hiểu như niết bàn, khi tử khi tâm thì được cái hiểu chứng hiểu như niết bàn, khi tử vào cái vô sanh pháp nhẫn thì thấy hay vô cùng là hay. Đó, quý vị thấy chỗ đây thì ngài chỉ mình tu hết sức là kỹ càng, chỉ tu tu làm sao mình biết rằng cái thân này là cái thân nghiệp báo, phải không? Mỗi niệm nó đều trở về vô thường đó, cái thân này là thân nghiệp báo, mỗi niệm trở về vô thường, nó là cái pháp không nhất định. À, biết như vậy thì mình chỉ tùy theo niệm mà tu hành, đó, nó là luôn luôn hằng ở trong mỗi niệm đó mà tu hành, cũng không có được chán sanh tử, mà cũng không được yêu sanh tử. Nó là không chán, nhưng nó không chán sanh tử, mà mình yêu sanh tử thì nguy. Không chán sanh tử mà cũng không ưa sanh tử, cái niệm chán và ưa bỏ đi, đối sanh tử không chán sợ và cũng không ưa thích, chỉ ở trong mỗi niệm đều không vọng tưởng. Cái câu đó thiệt là thiết yếu, ở trong mỗi niệm đây tức là luôn luôn đều không vọng tưởng. Mà nếu đều không vọng tưởng thì hiện mình còn sống đây là chứng vô duy nhất ba, hữu duy nhất ba. Nó là còn sống thì đương còn mang cái thân thừa thì được hữu duy nhất ba, còn chết đi tức là được vô thân phát nhẫn. Thì như vậy có lo gì đâu, phải không? Chỉ lo không có hết vọng tưởng, cho nên hết vọng tưởng thì hiện thân là hữu duy nhất ba, mà nhắm mắt đi thì vô thân phát nhẫn, nó không có, không còn lo mát gì hết. Thì như vậy quý vị thấy kết luận lại thì cũng là đừng theo vọng tưởng mà thôi, phải không? Là không theo vọng tưởng thì đó sẽ đạt được cái hữu duy niết bàn, đó sẽ vào vô sanh pháp nhẫn. Còn nếu còn theo vọng tưởng thì khó mà được hữu duy niết bàn, khó mà vào vô sanh pháp nhẫn. Đây ngài lại chỉ thêm cho thấy rõ là cái ý nghĩa vọng niệm nó quan trọng như thế nào. Khi con mắt thấy sắc mà không nhiễm nơi sắc, khi lỗ tai nghe tiếng mà không nhiễm nơi tiếng, đây đều là giải thoát vậy. Con mắt thấy sắc mà không nhiễm sắc, lỗ tai nghe tiếng mà không nhiễm tiếng, đó là giải thoát, chứ không có cầu giải thoát ở đâu xa lạ nữa hết. Con mắt không có đắm chiếc nơi sắc, con mắt là cái cửa thiền. Lỗ tai không mắc kẹt nơi thinh, lỗ tai là cửa thiền. Thì như vậy thiền ngon bước vào cửa thiền dễ quá. Con mắt thấy sắc mà không dính nơi sắc, lỗ tai nghe tiếng mà không dính nơi tiếng, đó là bước vào cửa thiền. Tóm lại mà nói đó, thấy cái sắc tánh thì thường giải thoát, thấy cái sắc tướng thì thường thể phước. Nếu mà thấy được cái tánh của sắc thì thường giải thoát, thấy được cái tướng của sắc thì thường bị thể phước. Tại sao vậy? Tức là thấy được cái sắc tự tánh là không, thấy sắc với tự tánh là không, thì như vậy cái dính sắc ở đâu, phải không? Vì vậy cho nên mình thường giải thoát. Còn nếu mình thấy sắc hình tướng là thiệt thì tất nhiên mình bị khó buộc. Cho nên đó là cái chỗ gốc đó. Chẳng bị phiền não, người không bị phiền não khó buộc tức gọi là giải thoát. Lại không riêng có cái giải thoát khác, nghĩa là người nào không bị phiền não khó buộc thì gọi là người giải thoát, chứ không còn có cái giải thoát nào khác hơn nữa. Thì như vậy chúng ta tuy rằng
hiện còn mang thân phàm sắc tộc, đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ như bao nhiêu người. Mà nếu sáu căn chúng ta không có dính với sáu trần thì quả chúng ta giải thoát được chưa? Được chưa? Được chứ, không dính những sáu không, không còn dính, không bị phiền não tối buộc, đó là người giải thoát. Tôi không biết ba thì phải không, mình cũng không có thành thông gì hết, mà không dính với sáu trần đó là người giải thoát rồi. Đó là người giải thoát thực sự. Khéo quán như sách, người khéo quán sách thì sách chẳng xâm nơi tâm, tâm chẳng xâm nơi sách, sách tức sách cùng với tâm đều là thanh tịnh. Người mà khéo quán sát cái sách đó thì sách nó không xâm nơi tâm, mà tâm nó không xâm nơi sách. Nói gọn lại tức là sách và tâm nó không dính nhau. Nếu mình khéo quán sát thì nhìn thấy sách và biết sách tự tánh là không, thì tâm không có duyên theo sách. Vì vậy cho nên sách tâm không dính nhau, mà sách tâm không dính nhau cho nên sách tâm đều là thanh tịnh. Khi không vọng tưởng thì nhất tâm là một tâm là một cõi Phật, còn khi có vọng tưởng một tâm là một địa ngục. Thì quý vị nhớ địa ngục và Phật quốc. Phật quốc là địa ngục là lúc nào? Như là giới niệm lên đó là một địa ngục, giới hai niệm là hai địa ngục, phải không? Còn lặng niệm xuống tức là một Phật quốc, lặng hai niệm xuống là hai Phật quốc. Mà cả ngày lặng niệm hết thì tức như Phật quốc tràn trề, cõi nước Phật này ra cõi nước Phật kia, một ngày mình trải ra hằng hà xa cõi Phật, phải không? Còn nếu ngược lại, một ngày mà giới được một nhà nó mua cái niệm đó, thì mình một ngày cũng qua hằng hà xa địa ngục. Mà cái chỗ này là một cái chỗ nói thì coi như là lý xa xôi, nhưng trên sự thật rõ ràng vô cùng. Bây giờ quý vị tôi hỏi kỹ quý vị coi, chúng ta lo phiền là tại cái gì? Lo phiền, sợ sợ, giận hờn, rầu rĩ là tại cái gì? Chứ toàn không biết vọng tưởng xong cái gì. Lo cũng là vọng tưởng, thiền giận ai chúng là vọng tưởng, sợ sợ chúng là vọng tưởng đó. Mà bởi vì lo thiền sợ sợ cho nên chúng ta thấy quả đời là địa ngục, phải không? Bây giờ nếu là tất cả những cái vọng tưởng nó lặn xuống hết thì không phải Phật quốc là cái gì. Dầu ở cái gì mình chúng ta cũng lặng lẽ, lặng lẽ cho nên không sợ, lặng lẽ cho nên không lo, lặng lẽ cho nên không buồn không giận. Thì không lo không buồn không giận không sợ sợ không phải ở cõi Phật, ở cõi nào? Thì rõ ràng như vậy. Cho nên bây giờ mà chúng ta chán nản không dám sống ở cõi này là tại vì lo buồn sợ sợ cái gì, phải không? Mà nếu chúng ta hết lo buồn sợ sợ rồi, cõi này là cõi Phật chứ có gì đâu mà không dám sống. Đó là một cái lẽ thực, hết sức là thực mà chúng ta quên. Vì vậy mà chúng ta cứ nuôi cái lý tưởng về cực lạc nó yên à, ở bên đây thì không bao giờ yên hết. Và tại mình không yên chứ phải là cái quả này không yên đâu, phải không? Tại mình không yên rồi chứ tâm nóng gì bẩn, nhưng mà mang cái tâm bất an rồi chạm về bẩn rồi không biết về bẩn có an hay chưa nữa. Rồi về bẩn nó còn nhớ là con nó nói cũng bất an lại, thật biết cách nhớ chạy về bên đây. Ví dụ như giờ có một ít người thì nghe lộn xộn giặt giả còn muốn đi qua pháp. Tại do pháp tưởng là bẩn là an, qua lại là mau nhớ là con rồi cũng muốn thích giới thời gian nữa, thì như vậy cũng là bất an, phải không? Thì ngay nơi cảnh đó mà chúng ta biết an á thì ở đâu rồi cũng an hết, phải không? Phật quốc hiện tiền. Còn cảnh đó mà chúng ta bất an thì dầu chạy đi đâu rồi cũng là với tâm niệm bất an, không bao giờ an ổn được. Thì đó là một lẽ thật 100% mà không ai chịu nhận. Thì quý vị thấy chúng ta mà mặt nhá xào đầu bạc đồ đó, hỏi tại sao thầy giàu quá, giàu lo tại vì cứ vọng tưởng cái gì, phải không? Vì vọng tưởng cho nên nhớ người này xong người kia, lo việc này lo việc nọ, lo đói lo lạnh lo rách lo đủ thứ lo, rồi đau bả, rồi đau chí, rồi đủ thứ bệnh, rồi mình nói cả đời là khổ. Bây giờ mình bình thường lo thì nó hết khổ chứ gì, thì tự nhiên
tự nhiên ở cõi đời này mình vui cười hàng ngày thì còn gì đâu nữa mà khổ. Thì chỉ có cái hết vọng tưởng thì hết lo, mà hết lo thì hết khổ, thì tự nhiên là an vui nè. Thì như vậy cái vui không phải là tìm ở đâu hết, mà chính là tâm mình buông được. Buông hết vọng tưởng thì được vui. Còn ôm ấp vọng tưởng rồi cứ chạy tiếp nào đi nữa cũng là đau khổ, không bao giờ hết đau khổ. Đó là cái lẽ thịt. Cho nên ở đây tổ chỉ cho mình lẽ thịt, mà ngài chỉ bạo lắm cho mình phải sợ. Một niệm dứt lên á, thì thường thường chúng ta nghe đó, một niệm dứt lên là tội lỗi. Ở đây là nó mạnh hơn, một niệm dứt lên là một địa ngục. Từ một ngày đến cho mình đi qua là như địa ngục. Thì như vậy một ngày mình trải qua không biết bao nhiêu là địa ngục. Thì chính đó bây giờ tôi nói cái dành. Nhưng giờ chúng ta đi ngồi yên ổn đây, thì nhớ lại bà con mình lạc ở đâu đó, thì nhớ cái đó lúc đó sao? Rồi cái đau đớn bất an, thì như vậy không phải địa ngục là gì đó, nó hành hạ mình đó. Thì như vậy rồi cái bao nhiêu cái nhớ là miễn chứ gì, vừa giới miệng nhớ cái thì nó bất an. Bất an tức là địa ngục đó. Rồi nhớ tới cái khác, nhớ tới cái khác nữa. Rồi tự dụ đi ngồi đây nhớ ngày mai nó có giặt mình chạy đi đâu. Thì nhớ tới cái đó là có an hay không? Cũng là bất an rồi nghĩ thôi rồi nghĩ đó, đó là. Thì như vậy tức là mỗi miệng đến đây đều là cái bất an. Bất an tức là địa ngục chứ gì. Thì bây giờ những người đó là lặng xuống hết, thì giáo sĩ là giặt dữ tới mà tao mình không có giới đây mình cũng không có đau khổ chút nào hết. Phải là chạy thì ai chạy mình chạy, mà tao mình cũng an riêng không có khổ. Thì ai địa ngục mà mình không có địa ngục gì hết. Thì như vậy đó. Cho nên đây nói là nếu một tâm khi mà không vọng tưởng, thì một niệm không vọng tưởng thì một niệm sở Phật, thì một Phật quốc. Như vậy một niệm mà lặng vọng tưởng trước là một Phật quốc. Từ một ngày mình lặng được một triệu là như vậy, tức là mình qua một triệu Phật quốc. Thì như vậy có lo gì, thì cứ có vọng tưởng là lên rồi lặng cái trước là qua một sở Phật. Như vậy một ngày đi qua hàng xa sở Phật chứng dừng chứ Phật, thấy không? Mà trở về cũng chỉ không khải với ta, không có xa xôi gì hết. Khi có vọng tưởng thì một tâm ấy là một địa ngục. Chúng sanh tạo tác vọng tưởng do lấy tâm, do tâm hay là đem tâm mà sanh tâm, cho nên thường ở trong địa ngục đó. Dùng tâm mà khởi tâm như vậy mà ở địa ngục hoài ra không nổi. Bồ Tát quán sát vọng tưởng không có lấy do tâm mà sanh tâm, cho nên thường ở tại Phật quốc. Bồ Tát thì ở Phật quốc, còn mình thì ở địa ngục. Thì giả sử cùng cái cõi ta bà này mà Bồ Tát thấy Phật quốc, chúng ta thấy địa ngục là chỗ đó đó. Cho nên Đức Phật ngài nói là ngài ấn lên kinh xuống thì cái biển phát hào quang, còn ngài A Nan vừa giới miệng khởi lên thì bụi bặm đầy trời. Đó là tại cái chỗ đó đó. Như vậy thì cũng ở cõi này, cũng như hành động này, mà một bên thì hào quang sáng suốt thanh tịnh, còn một bên thì bụi bặm đen mù. Đó là tại sao? Tại có chấp nhận vọng tưởng rồi nuôi dưỡng vọng tưởng thì đó là bụi mù, còn nếu lặng vọng tưởng đó là phát quang, chứ không có gì xa lạ. Cho nên cùng một cõi nước mà Phật quốc hay là địa ngục là tại chúng ta. Vì vậy cho nên là các cái vị tỳ kheo hay là các vị thanh văn thấy cái cõi nước là xấu xa, còn ngược lại Đức Phật và ngài Tu Bồ Đề ở ngài Di Ma Cạch thì thấy Phật quốc, đây là Phật quốc thanh tịnh, phải không? Thì chúng cõi này chứ có đâu xa lạ đó. Thì như vậy để thấy rõ cái tâm. Nên chúng ta không học mấy cái này thì đọc những kinh đại thừa khó hiểu, không biết tại sao làm gì vậy. Thì đây rõ ràng bởi vì chúng ta nuôi dưỡng vọng tưởng, vọng tưởng là gốc địa ngục. Mà nếu mà sống như vọng tưởng thì sống trong địa ngục đau khổ. Còn nếu mà lặng quán sát để dứt vọng tưởng, vọng tưởng lặng xuống thì mỗi cái vọng tưởng lặng xuống là một Phật quốc. Thì một ngày lặng hết vọng tưởng thì Phật quốc hiện hàng xa, không biết bao nhiêu. Thì như vậy chính ở đây là địa ngục, ở đây cũng là Phật quốc, chứ không có được tiền đâu xa hết.
Nếu chẳng lấy do tâm mà sanh tâm, thì tâm tâm đều vào không, niệm niệm trở về tịnh, từ một cõi Phật đến một cõi Phật. Nghĩa là niệm niệm trở về tịnh, tức là từ một cõi Phật trở đến một cõi Phật. Nếu dùng tâm để mà sanh tâm, thì tâm tâm chẳng tịnh, niệm niệm trở về động, thì từ một địa ngục trải qua một địa ngục, cứ như vậy mà đi hoài, đi trong địa ngục. Thì như vậy quý vị thấy, chúng ta tu mà muốn an hay là bất an là tại chỗ đó đó. Ai muốn đi vào cõi Phật thì cứ như vậy mà đi, ai muốn đi vào địa ngục thì cứ như vậy mà đi. Nếu một niệm tâm khởi thì có hai cái nghiệp thiện ác, có thiên đường, có địa ngục. Một niệm tâm mà không khởi thì không có hai nghiệp thiện ác, cũng không có thiên đường địa ngục. Là thể nữa, cũng không có thiên đường địa ngục thì hết. Thì như vậy để chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa hai chỗ. Một chỗ là có tâm giới niệm, có tâm giới niệm. Thì nếu có tâm giới niệm thì đó là không thiện thì ác chứ gì, phải không? Khởi tâm giới niệm thì không nghĩ thiện thì nghĩ ác, mà nếu nghĩ thiện thì thiên đường, nghĩ ác là địa ngục. Hay là có tâm giới niệm tức là có thiên đường, có địa ngục. Còn nếu tâm niệm mình không giới không khởi thì như vậy hai nghiệp thiện ác không có. Mà hai nghiệp thiện ác không có thì còn có cái gì là thiên đường, còn có cái gì là địa ngục? Tại sao không có thiên đường, không có địa ngục? Vì nó là thể, không phải có, không phải không. Ở nơi phàm tức là có, mà ở nơi thánh thì tức là không. Như vậy đó. Tại sao mà nói là không có thiên đường, không có địa ngục? Bởi vì chúng ta trở về được cái bản thể thanh tịnh, cho nên nó không phải là có, cũng không phải là không. Bởi vì nơi phàm thì gọi là có, còn nơi thánh là không. Thánh đây là chỉ cho nhị thừa. Thánh nhân không cái tâm ấy, cho nên ở trong không ngực rộng ra cùng với cái chi thiên đồng lượng, cùng với chi thiên đồng lượng. Tâm khi tâm được niết bàn tức là chẳng thấy có niết bàn. Vì thế sao? Vì tâm là niết bàn. Nếu ngoài tâm lại thấy cái niết bàn, đây gọi là cái chấp tà kiến vậy. Thì quý vị thấy rõ cái niết bàn. Nếu mà không học cái chỗ này thì chúng ta không làm sao hiểu được cái ý nghĩa niết bàn. Niết bàn là từ đâu mà có? Từ ngay nơi tâm mà có. Nếu tâm mình mà không còn có những cái niệm thiện, niệm ác, thì như vậy là nó rỗng rang. Mà rỗng rang thì tâm ấy tức là niết bàn. Vì vậy cho nên nó là khi được niết bàn tức là được tâm đó. Vì tâm tức là niết bàn, nếu ngoài tâm đó không có cái niết bàn nào khác. Nếu cho có niết bàn ngoài tâm thì đó thuộc về tà kiến. Tất cả phiền não là chủng tử Như Lai. Vì nhân phiền não mà được trí tuệ, chỉ có thể nói phiền não sanh Như Lai, mà không được nói phiền não là Như Lai. Cái câu này quý vị nghe thấy có khó hiểu hay không? Nói rằng tất cả phiền não là hạt giống Như Lai. Tại sao mà phiền não lại là hạt giống Như Lai? Rồi nói rằng nhân phiền não mà được trí tuệ, chỉ có thể nói rằng phiền não sanh Như Lai, mà không thể
không được nói phiền não là Như Lai. Tại sao nói phiền não không Như Lai mà không được nói phiền não là Như Lai? Quý vị nhớ thì rõ, nhớ là cái phiền não chúng ta sở dĩ tu hành là tại sao chúng ta tu? Tức là chúng ta biết phiền não là đau khổ, phải không? Cho nên mình mới tu, chứ nếu không biết phiền não là đau khổ thì không bao giờ tu. Chúng ta thấy tham sân si là xấu, chúng ta mới phát tâm tu hành. Cho nên chúng ta chấp nhận tham sân si thì không bao giờ chúng ta tu được. Thì như vậy nghe phiền não mà phát Bồ Đề Tâm thì như vậy phiền não là hạt giống Như Lai chứ gì. Rồi chúng ta có thể nói là nhân phiền não đó mà được trí tuệ dễ hiểu rồi. Rồi nói là không chỉ có thể nói phiền não sanh Như Lai mà không thể nói phiền não là Như Lai. Thì cái câu đó là cái câu mà chúng ta cẩn thận đó. Có thể nói phiền não do phiền não mà sanh Như Lai, mà không nên nói là phiền não là Như Lai. Cũng như chúng ta có thể nói cách khác hơn, nói là ở dưới bùn có thể mọc lên hoa sen mà không thể nói bùn là hoa sen, phải không? Nếu nói bùn là hoa sen đó là lòng, nhưng dưới bùn là cái chỗ mọc hoa sen thì đúng. Thì nếu hiểu cái vụ đó thì tất nhiên cái nghĩa hôm nay dễ hiểu rồi. Bởi vì tất cả phiền não làm cho chúng ta đau khổ, bởi chúng ta ý thức được phiền não là cái nhân đau khổ, cho nên chúng ta phát tâm tu hành. Vì vậy mà nói là phiền não không Như Lai, mà không thể nói phiền não là Như Lai. Nếu nói phiền não là Như Lai thì thân là Phật rồi, phải không? Thân là Phật rồi thì không thể nói như vậy được. Vì vậy cho nên nói như ta rõ ràng, dụ như bùn, dưới bùn có thể mọc hoa sen mà bùn không phải là hoa sen. Cho nên thân tâm cái ruộng, thân tâm là ruộng đất, phiền não là hạt giống, trí tuệ là mầm, manh nha, trí tuệ, tuệ là mầm. Như Lai dụ cho cái hạt. Thì như vậy đây là dùng cái thí dụ thân tâm này là ruộng, là cái khoảng ruộng. Phiền não là hạt giống, trí tuệ là mầm, Như Lai dụ cho là cái hạt lúa. Thì như vậy trước hết phải có ruộng đất, phải không? Ruộng đất tức là cái thanh tâm hiện giờ của chúng ta. Thanh tâm đây là chỉ cho thân và những cái tâm tưởng nghĩ suy bàn, chứ không phải tâm đó là chỉ cho cái tâm chân như. Thì cái thân và cái tâm hiện tưởng nghĩ suy bàn của chúng ta đó là ví dụ cho ruộng đất. Còn những cái mà phiền não xấu xa đó là ví dụ cho hạt giống. Trí tuệ là ví dụ cho nó nảy mầm. Từ từ nó hạt giống phiền não mà nó nảy ra mầm trí tuệ, rồi đến thành kết quả có bông có trái, đó là dụ cho Như Lai. Thì như vậy Như Lai tức là cái trái, cái quả Như Lai đó nó phát xuất từ nơi cái thửa ruộng thanh tâm, và nó mọc mầm, nó là từ cái hạt giống phiền não rồi mới mọc cái mầm trí tuệ, rồi mới kết được cái hạt lúa Như Lai, phải không? Đó, thì như vậy chúng ta đi trong cái vụ này nghe nó hơi chắc trở, tại vì thân tâm là ruộng đất thì dễ hiểu, nhưng mà phiền não là hạt giống, từ cái hạt giống phiền não lại nảy cái mầm trí tuệ thì nghe nó khó hiểu, phải không? Cái hạt giống đó là hạt giống lúa thì nó nảy ra cái mầm lúa, mà hạt giống thì nó là cái hạt giống không phải lúa, không phải tốt, mà tại sao nó nảy mầm tốt rồi là kết quả tốt? Thì cái vụ đó nghe nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà ở đây là cố yếu rằng
phải biết như nơi cái phiền não đó mà trí tuệ phát sanh. Cho nên tạo ví dụ nó cũng như hạt giống, chứ không phải chứ mình đừng có nên quan niệm cái hạt giống thực tình rồi từ cái hạt giống ngọt hay là ngon nó mới nảy được cái mầm xanh cây kết quả ngon, còn hạt giống đắng thì nảy mầm xanh cây kết quả đắng. Mình đừng có nghĩ theo cái đó, mà chúng ta chỉ nghĩ là cái nương hạt giống, tức là cái chỗ nương nương cái hạt giống phiền não đó mà nảy được cái mầm trí tuệ. Chứ cần đừng có quan niệm theo cái tính cách, cái chất vị của cây mới kết quả được cái quả Như Lai. Thì như vậy để thấy rằng cái quả Như Lai mà thành tựu được gốc từ nơi thân tâm và cũng hương nơi cái mầm phiền não đó mà đi tới được cái quả Như Lai. Phật ở trong tâm như là cái trầm hương ở trong cây vậy. Phiền não nếu hết thì Phật từ tâm mà ra. Những cái phần mục, những cái vỏ mục nếu hết thì cái trầm hương từ nơi cây mà ra. Tức biết ngoài cây không có trầm hương, ngoài tâm không có Phật. Nếu ngoài cây mà có trầm hương, tức là cái hương của cái khác rồi. Ngoài tâm mà có Phật, tức là Phật của kẻ khác rồi. Thì như vậy, ở đây là ví dụ cho chúng ta thấy rõ là Phật từ ở trong tâm mình mà hiện, chứ không phải ở đâu mà khác. Cho nên nó Phật ở tại tâm. Ví dụ cũng như những người đi kiếm những bất trầm, thì bất trầm